Em chào các bác ạ. Hôm nay lên cho các bác mẫu dao phong thủy có cả vỏ cho tất cả các bác nhá. Hôm nay thì lên một cái mã hợp đồng gọi là dòng hàng khách đặt theo yêu cầu đó ạ. Còn lại thì những cái dòng còn lại thì cơ bản em lên rồi. Tuy nhiên là đợt này em lên cho các bác ấy, thì em cải tiến cái cán nó dài hơn. Cải tiến cái cán nó dài hơn mọi lần nên là nhìn cái con hàng nó cũng sẽ đẹp và cân đối hơn rất là nhiều. Khi mà mình cầm ấy, mình có thể cầm hai tay được như thế này cho em nhá. Ngoài ra thì đối với cái cán này hiện tại nó đang dài là 20 cm, lưỡi là 35 và độ dày sống lưng là 5 ly. Dòng hàng treo phong thủy. Tuy là đối với cái dòng hàng treo phong thủy thôi nhưng cái độ sắc bén của con hàng vẫn là cao để các bác mình sử dụng lâu dài các bác nhá. Đấy. Đấy đang tiện tay có mẩu giấy ở đây thôi chứ thực ra là không phải là nó chỉ cắt được một mẩu giấy bé tí thế đâu mà là em đang tiện ở đây có mẩu giấy thì test thử lưỡi cho tất cả các bác xem này. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy. Đấy. Thì độ sắc bén của nó vẫn cao để các bác mình vẫn có thể chặt lọc thái được thoải mái nhờ. Đối với con này thì chủ yếu là các bác mình trưng cho phong thủy là nhiều. Cán hiện tại là 20 các bác nhá. Thêm cho các bác cái vỏ nữa. Đấy, thêm cho các bác cái vỏ nữa này. Dòng này hiện tại đang sử dụng là dòng gỗ cẩm thị xanh. Thêm cái cán dài ra nhé thì nhìn nó rất là cân đối mà con này thì sử dụng dòng cán cẩm thị xanh ý, nên là nó lên vân xanh rất là đẹp. Em này thì em vẫn đang để giá cho tất cả các bác một giá là 860.000 một em. 860.000 một em dòng ống khoan dầu khí không han gì và sử dụng là cái dòng thép trắng các bác nhá. Sử dụng là cái dòng ống khoan dầu khí không han gì, vỏ là vỏ gỗ mun thì bác lựa chọn con nào thì nó cũng tương đương nhau thôi. Tại vì cái gỗ và cái cán thì mình đang sử dụng là chung một khúc gỗ nên là nó sẽ tương đương nhau các bác nhé. Chung một khúc gỗ nên nó sẽ tương đương nhau. Đây mời các bác cùng em xem khi mà cho hàng vào cả vỏ thì nó sẽ như thế. Đây mời tất cả bác cùng xem nhá. Đây hiện tại đang sẵn một cặp hàng như thế này cho bác nào mà mình ưng ý, sẵn một cặp cho các bác nào mà mình ưng ý thì mình ủng hộ em mã này. Đó. 860.000 một cặp. Một con các bác nhá. Đĩa một cặp lại dở quá rồi. Một cặp thì các bác lại lên án em mất. Đây 860.000 một em. Bác nào mà trưng chơi treo phong thủy để kệ thì như thế này thì rất là tuyệt vời các bác nhá. Đây ạ. Đây là mã dòng không có chắn to. Còn đến với cái mã thứ hai là dòng có chắn to. Dòng có chắn to thì bác có bác mình thích chắn, có bác mình không thích chắn, có bác thì mình vừa thích chắn to mà vừa thích bọc đầu ở đuôi. Ví dụ như con này vừa có chắn to mà vừa có ốp đồng đầu đuôi này, mời các bác cùng xem nhé. Sau khi em cho vào vỏ này. Đấy, vừa có chắn to vừa ốp đồng ở đuôi. Bác nào mà thích trưng chơi treo hàng chắn to thì đây mình tham khảo con này cho em này. Nhỏ, gọn, xinh, vừa vặn cho tất cả bác, lưng hơi cong các bác nhé. Còn bác nào thích bản truyền thống thì mình tham khảo con này. Đó, mỗi con thì nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng, ưu điểm riêng của nó các bác nhá. Mỗi con thì sẽ có một cái vẻ đẹp ưu điểm riêng của nó thì các bác mình có thể tham khảo, mình ưng mã nào thì mình ủng hộ em mã đấy. Đối với cái hàng chắn to này thì em chỉ để giá cho tất cả các bác nhích hơn một chút thì nó đang có giá là 880.000 một em đối với hàng chắn to. Tiếp theo đây đến mã số 3, đối với bác nào mà thích ốp đồng. À, rồi mẹ cảm ơn. Mẹ cảm ơn. Bác nào mà thích ốp đồng thì mình tham khảo sang con này cho em. Con này hiện tại là em chưa có mài lại này. Mài nhiều quá bị sót. Mài vài con bị sót. Đấy, bác nào mà thích ốp đồng thì là mình tham khảo sang mã này giúp em nhé. Con này thì hiện tại là em đang làm hàng trả khách. Dòng là có vỏ đỏ. Bác này thích vỏ đỏ phong thủy mà. Có bác thì thích hợp màu này, có bác thì mình hợp màu kia. Thì có bác thích vỏ đỏ thì mình cứ tham khảo con này giúp em nhé. Bác cứ tham khảo con này giúp em. À, về đặt về đây mẹ xin luôn. À, mẹ cảm ơn nhé. Đấy. Đang lên hàng cho các bác thì là có shipper mang hàng đến thì trong này sẽ em sẽ có một cái đơn hàng. Có một cái đơn hàng thì em sẽ sale con này cho tất cả các bác luôn nhá. Đấy, đang làm thì là shipper gửi về một đơn hàng quay đầu. Đơn hàng này thì là em sẽ chỉ sale một con thôi bởi vì là khách hàng em lấy một con nhưng mà em lại không biết thì em lại gửi hai con. Em lại gửi hai con thế là bác ấy gửi lại cho em để em sẽ gửi lại cho bác lấy một con. Thì là đối với con hàng này sẽ có một con đao rất là xinh, con tiểu hổ rất là xinh này. Ở đây có một con tiểu hổ rất là xinh nên bác nào mà mình ưng cái mã tiểu hổ thì mình sẽ ủng hộ em mã này các bác nhá. Các bác đợi em một chút, cái mã này thì khách lấy con này lại. Khách lấy con này này. Khách lấy con này. Em sẽ giảm giá mã này cho tất cả các bác này. Đang lên clip cho các bác thì là có bạn đến gửi hàng quay đầu. Đây. Một cái mã đao như thế này lên cho các bác là dòng ống khoan dầu khí không han gì này. Ống khoan dầu khí không han gì, con này hình như là em còn chưa từng lên clip cho tất cả các bác cơ. Ống khoan dầu khí không han gì. Cán là cán vót đốt trúc và có lá chắn đồng vàng các bác nhé. Cán vót đốt trúc có lá chắn đồng vàng này. Đấy, bỏ cái này ra là hàng này thì bác ấy kiểm rồi nhưng mà bác ấy bảo là chỉ lấy một con kia thôi. Con này em đang gửi thừa, thế là em mang ra để bán lại cho tất cả các bác luôn.
bán lại cho cả bác luôn. Dày là 5 ly cứng các bác nha. Tuy là mài đi rồi mà vẫn dày 5 ly cứng này, cực kỳ là dày dặn này. 5 ly cứng đến 6 ly đấy ạ. Đấy, có lá chắn đồng vàng, có chốt đồng ở đây. Đấy, lá chắn đồng vàng. Hôm nay sale cho tất cả các bác em này là bình thường nó sẽ rơi vào là 460.000 đúng không ạ? 460.000. Hôm nay sale tất cả các bác là 380.000 nhá. Sale 380.000 mã này luôn cho tất cả các bác này. Đến là Kuri. Kuri các bác ơi, Kuri đi ạ. Kuri mini, dòng ống khoan dầu khí không ăn gì. Con này là hàng có cả vẻ vỏ lưỡi và 16, độ dày sống lưng rơi vào là độ dày sống lưng là 5 ly các bác nhá. Độ dày sống lưng là 5 ly. Đấy, mời các bác xem hàng cả vỏ thì khi mà vào vỏ nó sẽ như thế này. Khi nào vào vỏ nó sẽ như thế này này. À, con này thì phù hợp cho các bác mình đi phượt, đi câu, đi picnic này. Mình mang theo con này thì cũng rất là tuyệt vời. Đấy, bác nào ưng ý con này thì hiện tại mã này em đang để giá là 560.000 một em giao cả vỏ mã số 4 các bác nhá. Em này sale 380 này. Còn em này bọc đồng thì hiện tại nó đang có giá là 860 này, 860 bọc ốp đồng này. Đó, con này thì 860, con này 880. Các bác ưng ý thì mình liên hệ qua cái Zalo của em đây ạ. Zalo là 0347 753 780 các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái clip ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip lần sau. Xin chào ạ.